Xin chào các bạn, xin chào những ông bố bà mẹ đang sắp chuẩn bị chào đón những thiên thần bé nhỏ của mình. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc rất vui khi được quay lại trong livestream theo chân mẹ bầu đi đẻ và được tư vấn thêm những kiến thức kinh nghiệm vượt cạn cho các bố mẹ. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở trước phòng mổ vô khuẩn một chiều của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cùng với sản phụ Thùy Dung. Chị đang được chuẩn bị những thủ tục về trang phục trước khi bước vào phòng mổ để đảm bảo vô khuẩn. Trước đó thì chị Dung cũng có chia sẻ với chúng tôi rằng mặc dù đây là lần sinh thứ hai rồi nhưng chị vẫn rất sợ đau các bạn ạ. Có lẽ đây cũng là tâm lý chung của không ít các mẹ bầu, có phải không nào? Chính vì thế mà hôm nay chị Dung đã đăng ký thực hiện thủ thuật gây tê ngoài màng cứng giảm đau sau sinh mổ. Và trong livestream này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về phương pháp này các bạn nhé. Khác với phương pháp gây tê tủy sống thông thường, chỉ có tác dụng trong cuộc mổ và sau mổ khoảng 1 tiếng, thì phương pháp này sẽ giúp cho sản phụ giảm đau sau mổ mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng nhau hỏi chi tiết hơn về phương pháp này với bác sĩ Minh, là bác sĩ gây tê cho chị Dung ngày hôm nay nhé. Tôi đang tiêm cái dung dịch thuốc tê ngoài màng cứng. Sản phụ này là sản phụ yêu cầu là giảm đau sau mổ. Thủ thuật này có tác dụng gì ạ? Cái giảm đau ngoài màng cứng này có thể tác dụng giảm đau kéo dài cho sản phụ từ 48 đến 72 giờ. Sau đó chúng tôi rút không đau rồi mà nhé. Em dung, dung. Sợ đau quá đúng không? Dạ vâng, và lúc này thì các bác sĩ đã tiến hành mổ đẻ cho chị Dung rồi. Và chị Dung sẽ không có cảm giác đau trong khi mổ, nhưng vẫn tỉnh táo trong quá trình mổ các bạn ạ. Hơn nữa, khi đã thực hiện gây tê ngoài màng cứng, giảm đau sau mổ đẻ thì chị Dung cũng không đau sau khi kết thúc ca mổ nữa. Và sẽ có tác dụng từ 2 đến 3 ngày. Theo như chia sẻ của bác Minh, bác sĩ đã gây tê cho chị Dung ngày hôm nay thì 2 đến 3 ngày sau khi sinh mổ là khoảng thời gian đau nhất của sản phụ rồi. Nên nếu có sự hỗ trợ của giảm đau như vậy thì sẽ rất thoải mái đấy ạ. Các mẹ có thể hình dung đơn giản là sản phụ sẽ được gắn một dụng cụ vào phần lưng giống như một đường truyền dẫn thuốc tê liên tục và phụ thuộc vào ngưỡng chịu đau của mỗi người. Tuy nhiên, dụng cụ này cũng rất nhỏ nên không ảnh hưởng gì đến việc nằm của sản phụ. Và trước khi tiến hành gây tê thì các sản phụ đều phải được kiểm tra xem có đủ điều kiện để gây tê hay không. Vì vậy, phương pháp này được thực hiện rất an toàn các mẹ ạ. Và nhờ có phương pháp này thì mẹ Dung sẽ yên tâm, không phải chịu những cơn đau nữa rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ chỉ là chờ đợi bé yêu ra đời thôi ạ. Vâng các bạn ơi, vậy là em bé của gia đình chị Dung đã chào đời rồi đấy ạ. Các bạn có nghe thấy tiếng khóc của con không? Chắc chắn là mẹ Dung đang rất hạnh phúc. Xin chúc mừng chị Dung và chúc mừng gia đình nhé. Các bạn thân mến, hiện tại thì Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cũng đang dành tặng rất nhiều ưu đãi cho các mẹ trong tháng 10 này. Chỉ cần mẹ để lại thông tin liên hệ trong livestream này hoặc inbox cho chúng tôi thì bệnh viện sẽ dành tặng cho các mẹ ưu đãi giảm 20% cho tất cả các gói thai sản. Hơn nữa, nếu hai mẹ cùng đăng ký gói thì sẽ được giảm thêm 5% nữa. Các mẹ hãy nhanh tay để lại comment hoặc inbox ngay cho chúng tôi nhé. Đấy, chị ôn rồi đúng không? Rồi bây giờ mình tiếp tục hít thở sâu nhé chị nhé. Hiện tại thì các bác sĩ đang tiến hành khâu vết mổ cho mẹ Dung và em bé sẽ được vệ sinh, thăm khám sau sinh ngay để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường nếu có đấy ạ. Vậy là trộm vía em bé của chúng ta ngày hôm nay hoàn toàn khỏe mạnh các bạn ạ.
Bây giờ thì con sẽ được áp da với mẹ nhé. Các bạn thấy không, con đang nằm rất ngoan trong vòng tay của mẹ đấy ạ. Và chị Dung thì đang vỗ về và ngắm nhìn con yêu của mình. Em bé ngủ bập quá phải không các bạn? Trộm vía em. Và mẹ Dung thì cũng đang rất tỉnh táo và thoải mái các bạn ạ. Quá. Và nếu các mẹ có đăng ký gây tê giảm đau sau sinh thì cũng không cần quá lo lắng về việc vệ sinh hay chăm sóc nhé. Vì các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc sẽ luôn theo dõi sát sao và kiểm soát việc này nên mẹ hoàn toàn có thể yên tâm đi ạ. Các mẹ đang theo dõi livestream này cũng đừng quên những ưu đãi rất hấp dẫn dành cho các mẹ trong tháng 10 nhé. Các mẹ sẽ được giảm 20% tất cả các gói thai sản chọn gói và được giảm thêm 5% nữa khi hai mẹ cùng đăng ký đấy ạ. Chỉ cần các mẹ để lại comment trong livestream này hoặc inbox cho chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các mẹ nhé. Em bé của chúng ta chuẩn bị được đưa ra bàn cân đi ạ. Và trước khi cân thì con sẽ được các cô điều dưỡng mặc quần áo, đeo bao tay bao chân cho con nhé. Và em bé rất là bụ bẫm đúng không các bạn? Trộm vía em. Đây là vòng định danh của con các bạn ạ. Và mẹ Dung cũng đã được đeo một chiếc giống như thế này để đảm bảo không có sự nhầm lẫn nào xảy ra. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem em bé ngày hôm nay nặng bao nhiêu cân các bạn nhé. Vâng, vậy là sau khi trừ tạ lóc thì em bé nặng 4 cân các bạn ạ. Trộm vía rất là bụ bẫm đúng không ạ? Bây giờ thì em bé sẽ tạm biệt mẹ Dung và ra ngoài gặp bố. Bố em bé ngày hôm nay cũng sẽ được tiến hành áp da con. Và đó sẽ là những giây phút rất tuyệt vời của người làm cha đúng không các bạn? Châu Ngọc Hải ạ. Không. Cháu tên gì? Dạ, tên Hải. Mẹ cháu tên gì? Dung ạ. Dì Dung. Đi tìm Dung. Đi tìm Dung. Và em tên gì? Châu Pháp. Cô sẽ phải cởi hết đồ của em bé nhé. Đó là cởi áo kìa. Áp da con vào sát da như này nhé. Hơi ít. Nhưng mà thì cơ thể con sẽ chuyển sang em bé nhé. Em bé sẽ luôn luôn nằm như này nhé. Và để mình tìm tái mình báo cho cô ngay lập tức nhé. Làm sao toàn bộ cái phần da thịt em bé áp vào da thịt con nhé. Cái mũi đừng tìm vào mình cho ra con nhé. Dạ dạ. Ôm chặt em vào nhá. Áp sát vào, áp toàn bộ phần thân thể của bé vào con nhá. Đó. Được chưa? Dạ. Đấy nhá. Luôn luôn ngắm con nhé. Con như này là hồng hào là bình thường nhé. Dạ. Nếu thấy con tím tái phải báo các cô ngay lập tức nhé. Dạ dạ. Ừ, đấy, áp sát vào. Và bộ nhiệt cơ thể bố sẽ truyền sang cho bé. Dạ. Rồi, cuối nhé. Vâng, và anh ơi, anh có thể chia sẻ cảm xúc ngay lúc này của mình không ạ? Mình thấy rất là hạnh phúc. Mấy đầu tiên thì ra là cái mình cũng chưa có kinh nghiệm. Nên là mình sinh thì mình bị ngủ sản. Chắc là cũng hỏng, không có sức rất với chương trình này. Và anh có cảm nhận gì về các dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ạ? Thực ra mình cũng vợ cũng có tìm hiểu qua bạn bè như là trên các trang mạng quảng cáo thì thấy ổn. Chúng ta lựa chọn ở Bệnh viện Thu Cúc. Mình thấy là cảm thấy có thể yên tâm khi tới đây. Thấy cái dịch vụ, cái chương trình ra các phục vụ cũng thấy ok. Anh chị đã dự định đặt tên cho bé như hôm nay chưa ạ? Châu Phát. Cái này cũng là ngày trước là cũng tâm nguyện của ông nội. Thế thì ông nội cũng hướng tới là sẽ đặt hai từ, con sẽ có hai tên, con trai thì nó sẽ tạo mạnh mẽ. Thực ra là
sau cái đợt mổ thì các bệnh viện khác thì mình cũng cảm thấy lo lắng, là đặc biệt là bệnh viện này đứa đầu tiên á cũng cảm thấy lo lắng. Còn qua đây nghĩ là sẽ là các dịch vụ ở đây, chương trình gói như là bên mình đăng ký thì là tương đối là ổn. Thì anh muốn gửi lời này là trước hết là cảm ơn bữa rất là nhiều. Anh sinh ra có cái thời gian là 9 tháng mang con cầu trắng, thật ra cái thời gian khá là vất vả. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng gia đình nhà mình nhé. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng livestream của chúng tôi cũng đã hết rồi. Và các mẹ cũng đừng quên chương trình ưu đãi giảm đến 20% cho tất cả các gói thai sản trong tháng 10 này nhé. Sẽ giảm thêm 5% khi hai mẹ cùng nhau đăng ký đấy ạ. Và chỉ cần các mẹ để lại comment hoặc inbox, chúng tôi sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho các mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.